Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như tiêu đề thì mình đã để quá rõ rồi. LG V30 hiện tại chỉ có mức giá khoảng tầm là hơn 4 triệu thôi. Đây là mức giá mà mình thấy cực kỳ thơm cho cái chiếc máy này, bởi vì là nó không có lỗi mà tại sao vẫn ít người mua và để cho mức giá nó tụt nhanh đến như vậy. Và bây giờ chúng ta có những chiếc máy nó trời ơi quá là thơm. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về LG V30 nó nhiều hơn một chút, để xem rằng là chiếc máy này nó sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm là như thế nào nhé. Đầu tiên về thiết kế đi, thì với LG V30 đây là một sự lột xác hoàn toàn so với thế hệ đàn anh của nó là chiếc LG V10 cũng như V20. Với V10, V20 thì chúng ta đã biết rồi, có hai màn hình này, chúng ta có nắp lưng bằng nhựa, và 20 thì bằng kim loại có thể bóc tách ra để thay pin được. Nhưng trên LG V30 thì nó đã là dạng nguyên khối và chúng ta có khung viền kim loại, hai bên kính trước sau bóng bẩy. Màn hình cũng vậy, một sự lột xác về màn hình. Chúng ta không còn hai màn hình nữa mà thay vào đó LG V30 sẽ chỉ có một màn hình duy nhất mà thôi. Nhưng cái tấm nền trên đó đã được thay đổi sử dụng tấm nền POLED, thì với tấm nền này nó sẽ mang lại cho bạn một chất lượng hiển thị nó ngon hơn, độ tương phản tốt hơn, và cũng như chúng ta không còn một cái lỗi lo, đấy là lỗi lo về bóng mờ xuất hiện sớm như trên cái màn hình Quantum chống lượng tử đang xuất hiện trên chiếc LG V10 và V20. Cái thứ hai mà mình cảm thấy ngon trên cái chiếc máy này đấy là đây là chiếc máy nằm trong group tầm giá là 4 triệu duy nhất mà các bạn có thể mua được, có con chip Snapdragon 835. 835 ở thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng nó vẫn ngon, nó vẫn có thể giúp cho các bạn chơi được nhớ tựa game kiểu PUBG Mobile, kiểu Liên Quân Mobile một cách mượt mà không gặp một vấn đề gì cả. Và kể cả trong những tựa game kiểu Venrory hay là các bạn chơi Modern Combat thì nó cũng rất là ok. Nhưng mình sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ đến cho các bạn, đấy là nếu như các bạn lựa chọn LG V30 thì bạn nên mua cho mình cái chiếc V30 phiên bản Hàn Quốc, bởi vì khi đó các bạn sẽ không cần phải up ROM vào, không cần phải làm gì hết, mà các bạn có thể sử dụng nó như một chiếc máy quốc tế rồi. Khi đó thì những cái trải nghiệm của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng trong cái quá trình của bạn chơi game. Còn với những chiếc máy đến từ thị trường Mỹ thì thường người ta sẽ phải up vào một bản ROM quốc tế để có thể sử dụng được 4G tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là với những chiếc máy đến từ nhà mạng Spring. Như vậy thì khi chơi game ấy, lần trước mình đã có chơi game trên cái chiếc V30 phiên bản Mỹ up ROM, thì khi mà mình chơi lên mobile mình mở 60fps lên thì trong cái quá trình combat đôi khi nó bị tụt xuống tận 20fps, 30fps cũng có. Mình chơi liên tục 3-4 trận đều là như vậy, thì đấy là những cái trải nghiệm mà mình thấy nó không tốt trên những chiếc LG V30 phiên bản Mỹ mà các bạn nên lựa chọn phiên bản Hàn Quốc cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây là bộ đôi camera. Thì với tầm giá 4 triệu này có camera kép là điều quá là bình thường rồi, nhưng mà 4 triệu có camera kép nhưng lại có chất lượng tốt thì LG V30 là chiếc máy duy nhất mà các bạn có thể có được. Chúng ta sẽ có chụp ảnh thủ công này, chúng ta có quay phim thủ công này, chúng ta có cả cine video, và cũng như chúng ta sẽ có camera góc thường góc rộng. Chỉ đáng tiếc một điều đấy là cái chiếc máy này nó sẽ không mang lại cho các bạn cái chụp ảnh sờ phông được mà thôi. Nhưng mà mình thấy ở trên hội LG V30 thì cũng có chia sẻ về vấn đề là chiếc máy này có thể cài được Google Cam, vẫn có thể là chụp ảnh sờ phông được, nhưng khi đó thì các bạn sẽ phải sử dụng phần mềm Google Cam và có 4G cũng như là kết nối mạng Wi-Fi cũng được, miễn sao là có kết nối mạng để cho nó có thể phân tích được bức ảnh mang lại cho bạn về cái chất lượng chụp ảnh sờ phông. Nói chung rằng là nó cũng sẽ là ổn ở phần camera này. Một điều mà có lẽ những chiếc smartphone khác sẽ không có mà các bạn sẽ chỉ tìm thấy trên những chiếc máy LG, đấy là về khả năng chơi nhạc rất là hay. Bởi vì chiếc V30 này nó sẽ được trang bị con chip giảm máy âm thanh rời DAC, Quark DAC thế hệ thứ 3, thứ 4 gì đấy, mình nhớ không rõ lắm. Nhưng rõ ràng khi mà chúng ta được hỗ trợ bởi một con chip như vậy thì các bạn sẽ có khả năng chơi nhạc cực kỳ ngon, cực kỳ ấn tượng, và gần như không có một chiếc smartphone nào ở phân khúc tầm giá là 4 triệu có thể so bì lại được. Một thứ nữa đấy là về thời lượng pin, thì chiếc máy này cũng mang lại cho các bạn một cái khả năng sử dụng pin rất tốt. Nếu như những anh em nào đã sử dụng qua LG V30 rồi thì có thể xác nhận xuống bên dưới giúp mình, bởi vì mình sử dụng chiếc máy này có thể on screen lên khoảng tầm là hơn 5 tiếng, và tùy theo từng tác vụ thì nó có thể nhỉnh hơn một chút hoặc là giảm hơn một chút, nhưng đấy cũng là một cái thời lượng sử dụng pin mà mình đánh giá nó là tốt cho các bạn có thể sử dụng trong vòng một ngày. Nhiều bạn không tin thì cứ chờ mọi người comment confirm ở phía bên dưới nhá. Cuối cùng đấy là với LG V30 thì chúng ta cũng sẽ có khả năng kháng nước, kháng bụi bẩn IP68. Thế nhưng với những chiếc máy cũ như thế này thì bạn cũng sẽ không nên quá trông chờ vào cái tính năng này, bởi vì là trong quá trình sử dụng chiếc máy nóng lên thì cũng có thể làm cho keo nó giãn ra, hoặc là trong theo cái thời gian tuổi thọ của nó thì keo của nó cũng sẽ bị giãn dần. Nên là cái tính năng này tốt nhất là các bạn sẽ chỉ sử dụng như kiểu này để phòng trừ mà thôi, chứ đừng mang nó đi bơi hay là gì hết. Đừng có cố tình nhúng nó xuống nước, bởi vì nó chết lúc nào không biết đâu. Chúng ta sử dụng nó ví dụ như kiểu để phòng đi ra ngoài trời mưa thì chiếc máy nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, có thể là sẽ sống hoàn toàn luôn. Và trên đó là chia sẻ của mình về LG V30 khi mà mức giá của nó sẽ chỉ còn khoảng tầm là hơn 4 triệu mà thôi. Đây là một chiếc máy mà mình cảm thấy rất là thơm, một chiếc máy có thương hiệu, có những trải nghiệm rất ngon về màn hình, camera, chơi nhạc cũng như là có một cấu hình tốt Snapdragon 835.
quá thơm rồi, không còn gì để nói nữa. Và các bạn cảm thấy Brick, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Ngành Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong video lần sau.